VFan xin được giới thiệu với anh chị em chiếc One Audio F2, tai nghe True Wireless bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay chuẩn đi chơi, nhịp bay sống động với màng loa 10mm mà còn có thiết kế đẹp, họa tiết đĩa thon làm điểm nhấn, có đèn báo pin. Tai nghe hoàn toàn không dây, trọng lượng chỉ 5g mang đến cảm giác đeo thoải mái. Thời lượng pin 40 tiếng, sau một lần đủ nghe cả tuần, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, giá chỉ 590k, hợp ví với mọi nhà. Giảm ngay 50k khi đặt hàng qua link dưới bình luận dành riêng cho khán giả của VFX. Xin chào, rất vui khi ta được gặp lại các bạn. Cách trái đất 670 năm ánh sáng trong chòm sao Peter là EBLMJ055557A b nhỏ. Với đường kính chỉ 117.450 km, nó là ngôi sao nhỏ nhất được biết đến với khối lượng đủ để kích hoạt phản ứng tổng hợp hydro trong lõi của mình. Hệ mặt trời của chúng ta có tới hai thiên thể lớn hơn ngôi sao bao tử này. Đó dĩ nhiên là mặt trời, đường kính khoảng 1.400.000 km, và mộc tinh, đường kính khoảng 140.000 km. Vậy tại sao mộc tinh không phải là một ngôi sao nếu nó lớn hơn ngôi sao nhỏ nhất vũ trụ? Câu trả lời khá đơn giản, to thôi là chưa đủ. Mặc dù rất nặng, khối lượng gấp tới 2,5 lần khối lượng của tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời cộng lại, mộc tinh vẫn không đủ khối lượng để tổng hợp hydro thành heli. Tuy nhỏ, cơ mà khối lượng của EBLMJ055557AB gấp tới 85 lần mộc tinh. Đây cũng đồng thời là khối lượng tối thiểu mà một thiên thể cần có để tổng hợp hydro và trở thành một ngôi sao chuỗi chính, main sequence star. Những ngôi sao chuỗi chính có khối lượng nhỏ nhất thì được gọi là sao lùn đỏ, Red Dwarf. Nhẹ hơn một chút, nó sẽ không thể tổng hợp hydro và rớt hạng thành một ngôi sao lùn nâu, Brown Dwarf. Sao lùn nâu là các thiên thể không có đủ khối lượng để duy trì phản ứng tổng hợp hydro thành heli trong lõi của chúng. Sao lùn nâu thường có khối lượng nằm giữa các hành tinh khí khổng lồ nặng nhất và các ngôi sao có khối lượng nhỏ nhất, tức là gấp từ 13 đến 80 lần khối lượng sao mộc. Dù không thể tổng hợp hydro như là một ngôi sao tiêu chuẩn, sao lùn nâu vẫn có thể tổng hợp deuterium hoặc lithium. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như trong quá trình hình thành cách đây hơn 4 tỷ năm, mộc tinh vơ vét thêm được một chút khối lượng và rồi đánh lửa để trở thành một ngôi sao? Hệ mặt trời của chúng ta sẽ khác đi như thế nào? Ngôi sao thứ hai ở giữa hệ mặt trời liệu có làm rối loạn quỹ đạo của các hành tinh? Sự sống trên trái đất liệu có thể hình thành và tiến hóa đến ngày hôm nay? Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ đón nhận cùng lúc một tin vui và một tin buồn. Tin vui đó là hệ mặt trời sẽ có thêm một ngôi sao, còn tin buồn đó là tin này chưa chắc đã vui đâu. Anh đọc cái gì? Với 85 khối lượng hiện tại, mộc tinh sẽ trở thành sao. Thế nhưng ngôi sao lùn đỏ này sẽ không giống mặt trời một chút nào. Mặc dù khối lượng tăng lên đáng kể, mộc tinh lại không phình lên một cách tương xứng. Trên thực tế, các mô phỏng máy tính cho thấy rằng phần lõi trong của nó sẽ bị nén chặt và co lại mặc dù lượng vật chất ngày càng tăng. Kích thước của sao lùn đỏ mộc tinh khi này không thể được dự đoán chính xác. Nó có thể teo lại về với kích thước của sao thổ giống như EBLMJ055557AB, hoặc cũng có thể phình ra một chút giống như Orlais TR122, một ngôi sao lùn đỏ khối lượng gấp 92 lần và đường kính gấp 1,2 lần mộc tinh. Nặng hơn đáng kể, thế nhưng kích thước gần như không đổi, khiến sao mộc lúc này đã thực sự là một ngôi sao trở nên cực kỳ đậm đặc. Mật độ trung bình của nó sẽ gấp ít nhất là 50 lần mặt trời, hoặc là gấp hơn 80 lần mật độ của nước để cho bạn dễ hình dung. Trong số những ngôi sao chuỗi chính với khả năng tổng hợp hydro, sao lùn đỏ là loại sao nhỏ nhất và nguội nhất. Chúng là loại sao phổ biến nhất trong dải ngân hà, ít nhất thì là ở vùng lân cận của mặt trời. Mặc dù vậy, độ sáng thấp khiến không có bất cứ sao lùn đỏ nào có thể được quan sát từ trái đất bằng mắt thường, kể cả là sao lùn đỏ gần trái đất nhất là Proxima Centauri, nằm trong hệ sao hàng xóm và cách chúng ta chỉ 4,2 năm ánh sáng. Trở lại với sao lùn đỏ mộc tinh, khối lượng nhỏ khiến áp suất tại lõi của chúng tương đối thấp, dẫn đến tốc độ tổng hợp hydro thấp và hệ quả là nhiệt độ bề mặt thấp.
Đừng kỳ vọng về một ngôi sao thứ hai chói chang trên bầu trời, bởi nhiệt độ bề mặt của sao Mộc khi này chỉ là khoảng 2000 Kelvin, khoảng 1730 độ C. Nhiệt độ này thì đủ để nấu chảy sắt thép. Tuy nhiên, Mộc Tinh lại ở rất xa trái đất, khoảng cách từ 588 đến 968 triệu km, khiến cho nhiệt lượng mà trái đất nhận được từ ngôi sao thứ hai là gần như không đáng kể. Nhìn chung thì việc sao Mộc trở thành sao lùn đỏ sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đối với sự sống trên trái đất. Trên bầu trời nó sẽ có màu đỏ và sáng hơn một chút so với mặt trăng ở pha trăng tròn. Dù không thể hâm nóng trái đất lên mức độ nguy hiểm, sao Mộc lại có thể gây hại đến trái đất theo một cách khác. Trường hấp dẫn mới mạnh mẽ hơn sẽ tác động đến hầu hết mọi vật thể trong hệ mặt trời. Quỹ đạo của các hành tinh còn lại, thậm chí là cả quỹ đạo của mặt trời cũng sẽ bị xô lệch. Sự xô lệch có thể sẽ không đủ lớn để đặt các hành tinh vào các quỹ đạo va chạm hay là phóng chúng ra khỏi hệ mặt trời. Tuy nhiên lại thừa đủ để ném những viên đá không gian đường kính tính bằng km về phía trái đất. Số sự kiện tuyệt chủng trong lịch sử trái đất sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Con người trong vũ trụ mà Jupiter là một ngôi sao sẽ cần phải nhanh chóng thành thạo kỹ nghệ đập đá nếu như không muốn sớm bị bay màu. Riêng với bản thân ngôi sao, mọi chuyện có vẻ khá là tươi. Tốc độ tổng hợp hạt nhân của các ngôi sao thì tỷ lệ với khối lượng của chúng. Ngôi sao càng có khối lượng lớn, nhiệt độ và áp suất lõi càng khủng thì càng tổng hợp hydro nhanh chóng và chết sớm. Mày cầm mồm đi. Ngược lại, những ngôi sao có khối lượng càng nhỏ, tốc độ chuyển hóa hydro thành heli càng chậm chạp thì càng sống thọ. Theo tính toán, một ngôi sao lùn đỏ với 100 khối lượng mộc tinh có đủ nhiên liệu để tổng hợp hạt nhân trong khoảng 10.000 tỷ năm, tức là gấp tới 720 lần tuổi hiện tại của vũ trụ. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Đó, nhìn chung thì với 85 khối lượng hiện tại, mộc tinh sẽ trở thành một sao lùn đỏ, dạng sao chính quy nhỏ nhất, nhẹ nhất và nguội nhất mà có thể tồn tại trong vũ trụ. Tác động của nó đối với trái đất nhìn chung là tương đối mờ nhạt. Và để video này không kết thúc một cách buồn tẻ, hãy cùng làm điều gì đó hoang dại, ví dụ như là thay thế mộc tinh bằng một ngôi sao giống mặt trời. Một hệ mặt trời với hai mặt trời sẽ là thứ gì đó vô cùng tệ hại, thế nhưng cũng không kém phần giải trí. Ngoại trừ việc bạn sẽ nhìn thấy hai mặt trời, hai lần bình minh và hai lần hoàng hôn mỗi ngày, nhưng thứ còn lại sẽ không mấy vui vẻ. Đừng lo nghĩ nhiều về việc trái đất sẽ nóng lên. Lượng ánh sáng mà trái đất nhận được từ mặt trời 2 cũng chỉ xấp xỉ lượng quang năng mà sao Mộc đang nhận được từ mặt trời 1, khoảng 1/25 cường độ tại trái đất. Nó có thể khiến ban ngày trên trái đất chói chang hơn một chút, hành tinh của chúng ta sẽ nóng hơn một chút, băng tan nhanh hơn một chút và sự tuyệt chủng sẽ đến sớm hơn một chút. Cơ mà tin tớ đi, tất cả những điều đó sẽ vẫn còn dễ chịu và dễ đối phó chán so với những gì đến ngày sau đây. Mặt trời nặng gấp 1.000 lần mộc tinh và việc có thêm bằng ấy khối lượng sẽ khiến hệ mặt trời phát điên. Quỹ đạo của tất cả các thiên thể trong hệ sẽ loạn xà ngầu. Thiên thạch sẽ oanh tạc các hành tinh sẽ thay đổi quỹ đạo của chúng. Một số hành tinh, rất có thể là trái đất, sẽ bị lôi lại quá gần một trong hai ngôi sao và bị nướng chín. Một số có thể sẽ bị quẳng ra ngoài hệ mặt trời, trôi dạt vĩnh viễn trong không gian thăm thẳm cho đến khi va chạm với một thiên thể nào khác hoặc được bắt giữ bởi một ngôi sao giả cô đơn. Xem ra, vì lợi ích của nhân loại, mộc tinh hãy cứ là một hành tinh thôi. Xin chào, rất vui với các đứa gặp lại các bạn. Có những câu hỏi thoạt nghe rất dư thừa và ngớ ngẩn, ví dụ như thời gian là gì? Ủa, ai mà không biết thời gian là gì? Hỏi câu gì khó hơn đi được không? Tất cả là nhiều người sẽ nghĩ thế, cơ mà nghiêm túc nhá, thời gian là gì? Nếu như bạn nhanh tay thì chỉ với 3 giây Google, bạn đã có được câu trả lời. Tuy nhiên, bạn có hài lòng với câu trả lời đó không? Ý tớ là bạn có thực sự hiểu thời gian là gì sau khi đọc những kết quả xuất hiện trên Google không? Nếu như với bạn thế là đủ thì có lẽ bạn không nên mất thêm 10 phút cuộc đời cho video này. Còn nếu như bạn muốn dấn thân vào thứ gì đó sâu sắc hơn, chào mừng đến với Vũ trụ 96, thời gian là gì? Con người không biết chính xác thời gian là gì, thế nhưng chúng ta cảm nhận được dòng chảy của nó thông qua diễn biến của các sự kiện và hiện tượng.
bằng việc quan sát các sự kiện lặp đi lặp lại theo chu kỳ của tự nhiên như chuyển động của mặt trăng, mặt trời và sự tuần hoàn của các mùa trong năm, con người sáng tạo ra những bộ lịch đầu tiên. Để phục vụ sự tiến bộ, người xưa cần những cỗ máy đo thời gian với độ chính xác cao hơn. Đó là lúc mà đồng hồ mặt trời, đồng hồ nước, đồng hồ cát, đồng hồ quả lắc và đồng hồ cơ khí ra đời. Và nếu như sự chính xác của những chiếc đồng hồ cơ khí làm con người thỏa mãn, đồng hồ điện tử đã chẳng xuất hiện. Đồng hồ điện tử đong đếm thời gian từ các rung động của các tinh thể thạch anh, mang lại độ chính xác gấp hàng chục lần so với những cỗ máy chạy bằng giày cót và bánh răng. Với nguyên lý tương tự, đồng hồ nguyên tử đếm số lần dao động của các nguyên tử cesi 133 và quy đổi nó thành thời gian theo tỷ lệ 1 giây cho mỗi 9.192.631.770 dao động, mang lại sai số chỉ 1 giây mỗi 30 triệu năm. Tức cười ở chỗ, dù có thể đo đạc thời gian với độ chính xác đáng kinh ngạc, chúng ta vẫn chẳng biết nó là cái quái gì. Thời gian có thể được định nghĩa như là chuỗi liên tục của sự tồn tại và các sự kiện xảy ra theo trình tự rõ ràng, không thể đảo ngược từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Theo cách định nghĩa này thì thời gian giống như là một dòng chảy, một mũi tên bắn từ quá khứ, xuyên qua hiện tại để đến tương lai. Cơ học cổ điển đặt nền móng bởi Sir Isaac Newton và trước đó là Galileo Galilei cho rằng thời gian là một đại lượng đo lường thuần túy, một chiều không có điểm dừng, không thay đổi tốc độ trong mọi trường hợp tách biệt so với không gian. Bạn không thể sờ vào thời gian, thế nhưng bạn biết nó tồn tại và bạn có thể đo được độ dài ngắn của nó. Và thời gian đúng ra đã tiếp tục dễ hiểu như thế cho đến khi Einstein sáng tạo ra thuyết tương đối. Ông đan thời gian vào với không gian 3 chiều dài, rộng, cao, hình thành một thể 4 chiều gọi là không thời gian. Và dường như cảm thấy là mọi thứ chưa đủ rắc rối, Einstein cho rằng thời gian không nhất thiết phải giống nhau ở mọi nơi. Thời gian trôi chậm hơn khi bạn tiến gần đến vận tốc ánh sáng và trên lý thuyết dừng lại tại tốc độ ánh sáng. Trên thực tế, ánh sáng không hề có trải nghiệm về thời gian. Bạn đặt một chiếc bóng đèn tại vị trí đối xứng với mặt trời qua tầm là trái đất. Bạn bật công tắc bóng đèn đồng thời với việc bấm chiếc đồng hồ tính giờ trên tay. 8 phút và 20 giây sau, bạn thấy đèn sáng. Với bạn, 8 phút 20 giây đã trôi qua, còn với các tia sáng từ bóng đèn, đó là 0 giây. Tương tự như vậy, bạn có thể bước vào một tàu vũ trụ, phóng vào không gian với 99,99% vận tốc ánh sáng. Ở tốc độ này, một năm của bạn sẽ bằng với 70,7 năm ở dưới hạ giới. Ở dưới trái đất. Ngoài ra, thời gian cũng chậm lại khi bạn ở gần một thiên thể có khối lượng lớn như trái đất chẳng hạn. Vật thể có khối lượng càng lớn thì thời gian bị làm chậm càng nhiều. Nếu bạn ở trong một con tàu vũ trụ bay rất gần một hố đen có khối lượng gấp 1.000 lần mặt trời thì cứ mỗi ngày trôi qua với bạn lại tương đương với 8 ngày trên trái đất. Chẳng phải nói đâu xa, phần lõi của trái đất ở gần tâm khối lượng hơn, do đó trải nghiệm thời gian chậm hơn. Hệ quả là nó trẻ hơn đất đá trên bề mặt hành tinh khoảng 2,5 năm sau 4,5 tỷ năm tồn tại. Tương tự như vậy, nếu như bạn có hai chiếc đồng hồ với độ chính xác tuyệt đối, một gắn trên đầu và một gắn dưới chân. Cuối đời, bạn kiểm tra chúng và chiếc gắn trên đầu sẽ chạy nhanh hơn khoảng vài chục nano giây. Einstein gọi đó là sự giãn nở thời gian và đó cũng chính là cách mà bạn có thể du hành thời gian đến tương lai. Dù đã trở nên hết sức phức tạp và khó hiểu, có một đặc tính của thời gian vẫn được bảo lưu, đó là tính một chiều. Dù trôi chậm hay nhanh, dù có giãn nở hay không, thời gian vẫn chỉ đi từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, tuyệt đối không quay xe, di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này thì đã ngăn cản khả năng du hành thời gian về quá khứ, ngay cả trên lý thuyết. Và lý thuyết đã ngăn cản những chuyến xuyên không dám chắc là nằm trong biển khao khát của rất nhiều anh chị đang xem video này, đó là định luật thứ hai của nhận động lực học. Nếu như bạn đang tìm kiếm thứ gì đó dễ hiểu thì định luật hai nhận động lực học cho rằng vũ trụ của chúng ta là một hệ cô lập, và trong một hệ cô lập, mức độ hỗn loạn chỉ có thể giữ nguyên hoặc tăng lên. Cục đá để trên bàn sẽ tan thành nước, nhưng vũng nước trên bàn thì không thể đóng băng lại thành cục đá có hình dạng ban đầu. Một chiếc lốp thủng sẽ xì hơi và xẹp xuống, thế nhưng không khí sẽ không thể chui ngược vào bên trong và làm chiếc lốp căng trở lại. Một thanh sắt nóng đỏ thả vào một xô nước, nước trong xô nóng lên và thanh sắt nguội đi. Ở chiều ngược lại, nước nóng trong xô có thể nguội đi, nhưng thanh sắt sẽ không nóng đỏ trở lại.
Trong ba ví dụ bên trên, cục đá, chiếc lốp căng hơi và thanh sắt đóng đỏ biểu trưng cho mức độ hỗn loạn thấp. Hiểu một cách đơn giản, mức độ hỗn loạn thấp hơn khi mà năng lượng tập trung hơn. Trong ba trường hợp bên trên, năng lượng tập trung vào ba đồ vật là cục đá lạnh, chiếc lốp xe và thanh sắt. Ngược lại, ta nói rằng mức độ hỗn loạn cao hơn khi mà năng lượng giàn trải và phân tán. Dễ thấy năng lượng trong cục đá đã bị giàn trải trong vũng nước, năng lượng trong chiếc lốp bị phân tán trong không khí và nhiệt lượng của thanh sắt thì bị phân tán trong số nước. Trên quy mô lớn hơn, việc một ngôi sao chết đi và tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh cũng là một ví dụ điển hình cho sự gia tăng mức độ hỗn loạn, aka entropy của vũ trụ. Vũ trụ khởi đầu từ một chấm nhỏ vô hạn, đây chính là mức độ tập trung năng lượng cao nhất, cũng chính là trạng thái hỗn loạn thấp nhất mà vũ trụ từng đạt được. Ngày nay, vũ trụ đang nở rộng với tốc độ tăng dần. Vũ trụ nở rộng thì đồng nghĩa với năng lượng trong vũ trụ ngày càng giàn trải và phân tán. Và như ta đã phân tích bên trên, điều này tương đương với gia tăng entropy trên quy mô vũ trụ. Entropy chỉ có thể tăng lên và không thể giảm đi, đồng nghĩa với việc không có bất kỳ quá trình nào trong tự nhiên có thể bị đảo ngược, đồng nghĩa với không thể du hành ngược dòng chảy của thời gian. Ngoài ra, du hành về quá khứ cũng sẽ tạo ra các nghịch lý thời gian, trong đó nổi tiếng nhất là nghịch lý ông nội. Thử tưởng tượng bạn, A là một thằng cháu xúc sinh, bất hiếu nhưng học giỏi. Hắn phát minh ra cỗ máy thời gian có thể du hành về quá khứ. Thế nhưng thay vì giết chết Hitler để ngăn chặn Thế chiến thứ hai, mua một tờ Việt lót trúng độc đắc để báo hiếu bố mẹ, A quyết định trở về và giết chết ông nội của hắn trước khi ông gặp bà nội để giúp bà đẻ ra bố hắn. Hệ quả là A đã ngăn chặn sự ra đời của chính hắn, ngăn chặn luôn cả việc cỗ máy thời gian được phát minh và ngăn chặn luôn cả việc hắn, ông nội hắn. Nếu như A không được sinh ra thì ông nội hắn đã không bị ám sát trong quá khứ. Thế nhưng nếu không bị ám sát, ông sẽ lại gặp bà và giúp bà đẻ ra bố A. Và bố A, một người tử tế, lại tiếp tục giúp mẹ A đẻ ra A. Và A sẽ lại có thể quay về quá khứ để ông nội hắn. Xin vĩnh biệt cụ. Điều này tạo ra một mâu thuẫn và một nghịch lý. Một số giải pháp cho nghịch lý ông nội đó là khi A di chuyển về quá khứ, hắn thực ra đã di chuyển sang một vũ trụ song song và giết chết ông nội của A phẩy trong vũ trụ đó. Một giả thuyết khác cho rằng ngay khi hắn giết chết ông nội, một vũ trụ hoàn toàn mới, không có ông nội của hắn, sẽ phân nhánh và phát triển theo một hướng khác, độc lập với vũ trụ hiện tại. Cả hai phương án nghe thì rất hay, tuy nhiên lại thiếu cơ sở khoa học. Trở lại với nội dung chính, thời gian có thể không hề tồn tại. Giống như màu sắc, nó có thể chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bởi trí não của con người mà thôi. Bộ não con người được trang bị nhiều công cụ khác nhau để nhận biết thời gian, trong đó mỗi phạm vi thời gian được xử lý ở các khu vực khác nhau. Phạm vi thời gian dưới 1 giây hoặc tính bằng mili giây được xử lý tại tiểu não. Phạm vi thời gian tính bằng giây đến phút được xử lý bởi mạch cortical striatum, vỏ não vận động, thùy đỉnh và vỏ não trước trán. Cuối cùng là phạm vi thời gian sinh học kéo dài trong khoảng 24 giờ liên quan đến các chu kỳ thức ngủ và các quá trình trao đổi chất của cơ thể thì được xử lý bởi một cấu trúc nhỏ nằm ở phần trước của vùng dưới đồi gọi là nhân trên chéo. Tuy nhiên, ngay cả các cơ quan cảm nhận thời gian của bộ não cũng có thể bị tác động để trở nên thiếu chính xác. Rất nhiều chất, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, được sử dụng rộng rãi như là cà phê, rượu, cần sa và nấm ma thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phức tạp này và tạo ra những thay đổi đáng kể trong nhận thức của chúng ta về thời gian. Nhìn chung, các chất có tác dụng kích thích các tế bào thần kinh, khiến chúng hoạt động tích cực hơn thì làm tăng tốc cảm nhận về thời gian, tức là mang lại cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Trong khi các chất ức chế neuron làm chậm nhận thức về thời gian, tức là mang lại cảm giác thời gian trôi chậm hơn. Nấm ma thuật chứa psilocybin, thứ chuyển hóa thành psilocin sau khi đi vào cơ thể. Psilocin là một chất gây ảo giác và là lý do khiến nấm psilocybin được gọi là nấm ma thuật. Ngoài gây ảo giác, psilocin còn tác động đến nhận thức về thời gian của người chơi nấm. Bằng việc cho một nhóm sinh viên khỏe mạnh ăn nấm ma thuật, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng cảm nhận về thời gian của họ đối với các khoảng thời gian ngắn dưới 2 giây là vẫn chính xác. Tuy nhiên, đối với các khoảng thời gian dài hơn, các đối tượng đã đưa ra các ước tính quá cao, đồng nghĩa với trải nghiệm thời gian chậm hơn so với thực tế.
Với những người chơi hệ nấm, vũ trụ chính là đang bật chế độ chuyển đường chuyển. Ngoài ra, thời gian dường như cũng chậm lại trong các tình huống khẩn cấp hoặc nguy hiểm, như là trước một vụ va chạm giao thông hay trong khoảnh khắc bạn té ngã. Nghe thì có vẻ giống như là bộ não đã tăng tốc độ xử lý để bẻ cong thời gian. Thực tế không phải như vậy. Các nhà khoa học cho rằng não bộ không tăng tốc, chỉ có hạch hạnh nhân hoạt động tích cực hơn một chút. Hạch hạnh nhân là vùng não tạo ra ký ức. Khi mà tình huống nguy hiểm xảy ra hay khi bạn cực kỳ sợ hãi, hạch hạnh nhân tạo ra thêm các ký ức bổ sung, khiến ký ức của bạn về những khoảnh khắc nguy hiểm hay đáng sợ trở nên phong phú và dày đặc hơn. Điều này tạo ra ảo giác rằng sự kiện đó đã xảy ra lâu hơn hay chính là thời gian đã trôi chậm lại. Các nhà tâm lý học tin rằng bộ não con người có xu hướng hình thành nhiều ký ức về những trải nghiệm mới lạ hơn là những trải nghiệm quen thuộc. Khi bạn còn nhỏ, mọi trải nghiệm đều mới mẻ, do đó não bộ tạo ra rất nhiều ký ức. Khi bạn trưởng thành, bạn bước vào guồng quay của gia đình và công việc với những tác vụ lặp đi lặp lại. Số lượng trải nghiệm mới ít dần, các ký ức mới cũng ít được tạo ra hơn. Như một hệ quả tất yếu, các sự kiện trong đời bạn trở nên mỏng hơn, kém phong phú hơn, tạo ra ảo giác rằng thời gian dường như trôi nhanh hơn. Đó cũng chính là lý do khiến người lớn thường cảm nhận rằng thời gian trôi nhanh hơn so với khi họ còn trẻ. Trở lại với thời gian, các nhà khoa học khá là chắc chắn rằng thời gian có một điểm khởi đầu cách đây khoảng 13,8 tỷ năm. Nếu như thời gian không có điểm khởi đầu, hay chính là nếu như mũi tên thời gian kéo dài vô tận về phía quá khứ, chúng ta chắc chắn đã biết điều đó. Ánh sáng từ hàng tỷ tỷ ngôi sao trong vũ trụ đã có đủ thời gian để đến trái đất và thắp sáng bừng bầu trời đêm của chúng ta. Nói cách khác, nếu thời gian có một quá khứ dài vô tận, trái đất đã không có bầu trời đêm như ngày nay. Và nếu thời gian có điểm khởi đầu, liệu nó có điểm cuối hay không? Chúng ta không biết. Nếu như vũ trụ là vĩnh cửu, thời gian sẽ dài vô tận. Nếu một Big Bang mới xảy ra, dòng thời gian của chúng ta sẽ kết thúc và một dòng thời gian mới bắt đầu. Có vẻ như chỉ có thời gian mới có thể trả lời mọi câu hỏi về thời gian nếu như nó thực sự tồn tại. Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn. Hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 ký kết bởi 112 nước trên thế giới nghiêm cấm việc đưa và triển khai vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học từ quỹ đạo của trái đất. Thế nhưng nó lại quên không tính đến một trong những món vũ khí đơn giản nhất từ trước tới nay của không quân Mẽo, một thanh Wolfram thả từ quỹ đạo với khả năng tấn công bất kỳ thành phố nào trên thế giới với sức phá hủy của một đầu đạn hạt nhân. Nó được gọi là sự trừng phạt của Chúa, Wrath from God, và là một trong những món vũ khí động năng đáng sợ nhất mà bạn có thể tạo ra. Ý tưởng tấn công bề mặt hành tinh bằng động năng của một quả đạn thả từ quỹ đạo bắt nguồn từ thời chiến tranh lạnh. Vào những năm 1950, một nhà khoa học Mỹ có tên là Jerry Pownell đã khái quát ý tưởng về một hệ thống vũ khí quỹ đạo có khả năng phóng các thanh Wolfram có kích thước của một cây cột điện xuống các mục tiêu dưới mặt đất bằng tên gọi dự án Thor, Project Thor. Trước đó, đạn động năng cũng từng được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Đó là những quả bom chó lười, Lazy Dog. Lazy Dog có bản chất là một viên đạn động năng mang hình hài của một quả bom baby, dài chỉ 44mm, đường kính khoảng 13mm và nặng khoảng 20g. Chúng được thiết kế để thả từ trên máy bay. Mặc dù hoàn toàn không chứa thuốc nổ và cũng không hề được phóng đi, chúng vẫn tạo ra động năng đáng kể, có thể xuyên qua tán rừng, xuyên xuống từ 30 đến 60cm cát, xuyên qua các lớp giáp mỏng và dĩ nhiên là gây chết người. Với lợi thế dễ chế tạo và giá thành tương đối rẻ, bom chó lười có thể được đổ xuống, ném xuống hay thả xuống từ máy bay với số lượng rất lớn. Bất kể được giải phóng theo cách nào, mỗi quả đạn chó lười đều tạo ra một lượng động năng khổng lồ khi nó rơi xuống. Các báo cáo từ phía Mỹ cho thấy vận tốc của đầu đạn tại thời điểm va chạm có thể lên tới 210m/giây hay 770km/giờ. Theo Business Insider, chúng thậm chí có thể xuyên tới gần 23cm bê tông. Theo cách này, những thanh Wolfram thả từ quỹ đạo chính là phiên bản hoàn hảo nhất mà một con chó lười có thể mơ tới.
Ý tưởng này thêm một lần nữa được mô tả trong một báo cáo có tên là Hyper Velocity Rod Bundles của Không quân Mỹ vào năm 2003. Trong báo cáo này, các bó Wolfram, trong đó mỗi cây dài 6,1m, đường kính 0,3m, sẽ được điều khiển bởi vệ tinh và có thể tấn công bất kỳ thành phố nào trên trái đất tại vận tốc va chạm Mach 10. Trên thực tế, tốc độ quỹ đạo của vệ tinh mang theo các cây Wolfram ban đầu cao hơn thế rất nhiều. Để không rời về phía trái đất, các vệ tinh nằm trong quỹ đạo trái đất tầm thấp, cách bề mặt hành tinh từ 160 đến dưới 1.000 km, cần duy trì vận tốc tối thiểu là 7,8 km trên giây. Đúng, đó là 7,8 km mỗi giây, 28.080 km trên giờ, hay Mach 22,7 để cho bạn dễ hình dung. Các vệ tinh bay càng xa trái đất thì càng cần vận tốc thấp hơn để duy trì độ cao quỹ đạo. Tại khoảng cách 35.786 km bên trên trái đất, một vệ tinh chỉ cần di chuyển ở 11.300 km trên giờ, hay Mach 9,15 mà thôi. Tuy nhiên, ở xa trái đất hơn đồng nghĩa với việc ngắm bắn cây Wolfram vào một điểm nhỏ xíu trên bề mặt hành tinh cũng trở nên nan giải hơn gấp vạn lần. Trở lại với cây Wolfram có vận tốc ban đầu là Mach 22,7. Ngay khi tiến vào khí quyển, nó sẽ mất đi phần lớn vận tốc của mình. Dẫu vậy, lượng động năng còn lại của nó vẫn sẽ là cực kỳ hủy diệt. Theo báo cáo năm 2003 của Không quân Mỹ, thanh Wolfram dài 6,1m, đường kính 0,3m va chạm với bề mặt trái đất tại Mach 10 khoảng 3.400m trên giây sẽ sản sinh 47,4 gigajoule, tức là tương đương với việc bạn trồng 11,3 tấn thuốc nổ TNT lại một chỗ rồi kích nổ cùng lúc. Nguồn năng lượng này thì thua xa một đầu đạn hạt nhân hiện đại, từ lượng nổ có thể từ vài trăm nghìn tới cả triệu tấn TNT. Dù còn khuya mới có thể hủy diệt cả một thành phố như cảnh phim bạn đang xem, các thanh Wolfram này hoàn toàn có thể xuyên sâu hàng trăm mét vào lòng đất, phá hủy bất kỳ bong ke hay là công trình ngầm kiên cố nào. So với một đầu đạn hạt nhân truyền thống, đầu đạn Wolfram về cơ bản là sạch hơn theo nghĩa nó hoàn toàn không để lại bụi phóng xạ. Nó đơn thuần là sức hủy diệt thuần túy đến từ động năng, giống như khi bạn ném một viên đá hay sút một quả bóng vậy. Nghe thì hấp dẫn rồi đấy, cơ mà câu hỏi đặt ra là một thứ vũ khí Hollywood kiểu như vậy có khả thi với hàm lượng công nghệ hiện có hay không? Câu trả lời rất ngạc nhiên khi là có, khả thi quá đi chứ. Về cơ bản, một hệ thống vệ tinh phóng thanh Wolfram từ quỹ đạo sẽ gồm hai thành phần cốt lõi, một là vệ tinh và hai là các thanh Wolfram. Người Mỹ có một bầu trời kinh nghiệm trong việc chế tạo các vệ tinh. Trong số 4.852 vệ tinh nhân tạo còn hoạt động trong các quỹ đạo quanh trái đất, tính đến đầu năm 2022, 2.944 chiếc là của Mẽo, 499 chiếc của chị Na, 169 chiếc của Nga, phần còn lại là của thế giới. Mỹ cũng góp công lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất trong việc xây dựng nền trạm vũ trụ quốc tế ISS, vật thể nhân tạo lớn nhất ngoài không gian. Sẽ thật tệ nếu cho rằng Mỹ không đủ khả năng tạo ra một tổ hợp vệ tinh quân sự để lưu trữ và phóng các thanh Wolfram từ quỹ đạo tới bất cứ nơi nào họ muốn trên trái đất nếu họ thực sự muốn. Tại 7,8 km trên giây, một vệ tinh cần 90 phút để bay hết một vòng quanh trái đất. Nghĩa là bạn cần khoảng 6 vệ tinh cho mỗi quỹ đạo nhất định để đảm bảo rằng bạn có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào nằm trên quỹ đạo đó trong vòng 15 phút đồng hồ. So với những chiếc vệ tinh thì các thanh Wolfram là quá dễ. Chúng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là các khối Wolfram đặc hình trụ, dài 6,1m, đường kính 0,3m và nặng khoảng 8,2 tấn. Đó là gần 2 con voi mồi cỏ cho phi trưởng thành, phòng khi bạn đang muốn hình dung. Cơ mà tại sao lại là Wolfram? Wolfram sở hữu hai đặc tính khiến nó trở thành vật liệu sáng giá nhất để được thả từ quỹ đạo. Thứ nhất, nó là một nguyên tố vô cùng đậm đặc với khối lượng riêng khoảng 19,25 tấn trên 1 mét khối. Động năng tỷ lệ thuận với khối lượng của vật. Vật được thả càng đậm đặc, càng nặng thì sức phá hủy khi va chạm càng khủng khiếp. Thứ hai, Wolfram là nguyên tố có nhiệt độ nóng chảy cao nhất mà con người từng biết đến, lên tới 3.422 độ C. Điều này thì giúp đảm bảo rằng phần lớn khối lượng ban đầu của thứ được thả xuống sẽ vẫn còn nguyên vẹn tại thời điểm phá chạm, nghĩa là động năng đạt giá trị lớn nhất có thể.
Để dễ hình dung, hãy thử tưởng tượng rằng thứ hình cây cột điện kia được làm từ chì. Chì cũng rất nặng, khối lượng riêng khoảng 11,34 tấn trên 1 mét khối. Với chiều dài 6 mét và đường kính 0,3 mét, cây chì có thể tích 0,43 mét khối và nặng khoảng 4,9 tấn. Tuy nhiên, do chì nóng chảy ở 327 độ C, toàn bộ cây chì sẽ cháy sạch trong khí quyển của hành tinh. Và thế là thay vì một vụ nổ, bạn có một ngôi sao băng độc hại. Hình dạng thanh mảnh của cây Wolfram vừa giúp giảm thiểu tổn thất động năng gây ra bởi ma sát với không khí, vừa khó bị phát hiện bởi radar, lại vừa tối đa hóa khả năng đâm thẳng và xuyên thủng. Hệ thống phóng không gian Space Launch System, gọi tắt là SLS, là một hệ thống tên lửa đẩy hạng siêu nặng sử dụng một lần, dự kiến sẽ được Mỹ sử dụng trong hầu hết các sứ mệnh không gian từ nay đến hết năm 2029. Mỗi vụ phóng sử dụng SLS tiêu tốn khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Bạn không cần nhầm, đó là 48.000 tỷ đồng. Hệ thống này hiện có thể đưa tối đa tới 95 tấn lên tới quỹ đạo trái đất tầm thấp. Như vậy, với mỗi chuyến hàng lý tưởng, nó sẽ chở được 11 thanh Wolfram với tổng khối lượng 90,2 tấn. Khi này, giá để vận chuyển mỗi thanh lên tới quỹ đạo rơi vào khoảng 182 triệu đô, gần 4.400 tỷ đồng. Và đó là lúc mà nhược điểm lớn nhất của hệ thống siêu vũ khí toàn cầu này bộc lộ. Nó quá đắt đỏ. Và đó cũng chính là lúc mà người ta bắt đầu đặt ra các câu hỏi đại loại như là có hay không một quả bom hay là một đầu đạn thông thường có trọng lượng tương tự như thành Wolfram được vận chuyển bằng các phương tiện thông thường, cung cấp khả năng hủy diệt tương tự nhưng mà thực tế và rẻ hơn rất nhiều lần. Câu trả lời thật bất ngờ khi lại là có. Bom hạt nhân B-61 là loại bom trọng lực nhiệt hành chính trong kho dự trữ lâu dài của Hoa Kỳ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ vào năm 2012, hiện còn khoảng 400 chiếc B-61-12 đang được lưu trữ. Mỗi quả có giá khoảng 28 triệu đô vào thời điểm năm 2012, khoảng 36,3 triệu đô vào năm 2022 sau khi điều chỉnh lạm phát. Tức là chỉ bằng 1/5 số tiền dùng để phóng một thanh Wolfram lên quỹ đạo. Thuận tiện hơn, sức nổ của quả B-61 còn có thể được điều chỉnh vô cùng linh hoạt từ 300 tấn đến 400.000 tấn TNT để phù hợp cho từng nhiệm vụ cụ thể, từ phá một quả bom ke đến hủy diệt cả một thành phố, thay vì chỉ là 11,3 tấn TNT như thành Wolfram đắt đỏ kia. Nghĩa là người Mỹ hẳn phải có một lý do gì đó cực kỳ đặc biệt khi mà họ lựa chọn hệ thống phi tiêu quỹ đạo có giá hàng chục tỷ đô. Ngoài ra thì ai dám chắc rằng sau Mỹ, các ông bà lớn khác như là chị Na và hành tinh Nga sẽ không đưa lên quỹ đạo các hệ thống vũ khí tương tự nhắm vào tòa nhà màu trắng ở Washington DC nào? Target locked. Và để video này không kết thúc một cách nhàm chán, hãy cùng tua lại cảnh phim thành phố London bị hủy diệt và tính toán xem thanh Wolfram sẽ cần phải nặng bao nhiêu để làm được điều đó nhá. Giả sử tốc độ va chạm vẫn là Mach 10, 3.400 m/s. Theo một tài liệu mà chúng tớ tìm thấy trên thư viện kỹ thuật số của thành phố New York, một quả bom từ 100 kiloton đến 1 megaton có thể hủy diệt cả một thành phố. Để tạo ra động năng tương đương 100.000 tấn TNT tại 3.400 m/s, thanh Wolfram sẽ cần phải nặng gần 72.400 tấn, tức là gấp 1,4 lần chiếc Titanic. Khi này, cây Wolfram sẽ thực sự là một cái cây khổng lồ, cao 191,5 m và đường kính lên tới 5 m. Để bạn dễ hình dung thì đây là cây Wolfram vừa mới hủy diệt London, đứng cạnh con mắt của London, London Eye mà bạn nhìn thấy trong cảnh phim trước đó. Đấy, giờ thì bạn nghĩ cách đưa nó lên trển đi. Ôi dạ mẹ đi!